Chào các bạn, chào các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì mình đang đến tại bến tàu của Phú Quốc, bến tàu Rạch Giá đó các bạn. Hay là bến cảng của thành phố Rạch Giá. Buổi chiều mát mẻ, mình đi tản bộ để khám phá, tìm hiểu về những con đường của thành phố Rạch Giá nha bạn. Thì từ ngay chỗ bến tàu Rạch Giá để đi ra Phú Quốc, ra Nam Du rồi nọ đó các bạn, Hòn Sơn, ra các đảo. Chiều 5:30, khung cảnh rất là đẹp. Đây là khu 16 hectare, không thuộc phạm vi lấn biển nha các bạn, nó là bồi đắp tự nhiên đó các bạn. Như video trước mình giới thiệu về hai khu lấn biển, đó là khu lấn biển đầu tiên từ khu đô thị Phú Cường chạy về đến Vincom Plaza là khoảng 420 hectare các bạn. Rồi cái video kế tiếp mình giới thiệu về cái khu lấn biển thứ hai, đó là khu đô thị Tây Bắc đó các bạn. Nó nằm kế cảng Rạch Giá luôn các bạn. Rồi mình bắt đầu đi tìm hiểu và khám phá về những con đường của thành phố Rạch Giá vào chiều hôm nay nha các bạn. Mát, tắm rửa mát mẻ sạch sẽ xong rồi đi phóng bộ ra, phóng xe ra đi, quay lại cho các bạn. Từ cảng đó, cảng Rạch Giá, nó là đường 3 tháng 2. Đây là trục lộ chính để hướng từ khu đô thị Phú Cường đó. Hay Bục Bình, An Hòa chạy xuống nữa là đi thẳng khoảng 4 cây rưỡi các bạn. 4 cây rưỡi là mình sẽ đến khu cảng Rạch Giá các bạn. Thông qua con đường 3 tháng 2 này, mình sẽ quay lại cái con đường 3 tháng 2 này. Đây là trục lộ chính để nối từ khu đô thị Phú Cường cho đến khu đô thị Tây Bắc, đến khu cảng Rạch Giá. Đây là cầu 3 tháng 2 các bạn. Buổi chiều người dân mua bán hải sản ngay dưới chân cầu. Phố đã lên đèn 6 giờ rồi các bạn. Xa xa đó là trung tâm Vincom Plaza các bạn. Chúng ta qua khỏi cầu bán hai này, nếu mà quẹo phải, ôm bùm binh quẹo phải thì chúng ta sẽ vào đường, qua đường Nguyễn Trung Trực đó. Thì video sau mình sẽ quay con đường Nguyễn Trung Trực. Thành phố Rạch Giá có ba trục đường chính, đó là đường Tôn Đức Thắng, đó là đường kế với mép sông biển, với mép biển. Đường này là đường 3 tháng 2. Trục này 3 tháng 2 xong đến đường bên trong của thành phố Rạch Giá nữa là đường Nguyễn Trung Trực. Đây là khách sạn cao nhất ở thành phố Rạch Giá này, Sea Life, Lẩu Hương Việt. Đường 3 tháng 2 này rất là sạch đẹp, rộng lớn, song song với đường Tôn Đức Thắng các bạn. Đây là Mega Market. Chiều tối do đang trong cái mùa dịch Vũ Hán này cho nên không khí
rất là vắng vẻ, đường xớ đường phố nó chắc nó phải vắng hơn với so với bình thường rất là nhiều. Người dân hạn chế ra đường, nhưng mà ở Kiên Giang này thì dịch không có bùng phát. Họ hàng quạt hàng loạt các quán lẩu dê, dê 35, lẩu dê 35, quán ốc 102, Medicare, thuốc tiệm thuốc tây, cái này là gì, City Mart Kiên Giang, hàng loạt các quán ăn, quán nhậu, quán cà phê trên con đường này. Con đường này tại nó sát với lại biển. Đây là sổ số kiến thiết Kiên Giang các bạn. Ở đây họ nuôi trồng, nuôi chim yến, nuôi chim yến rất là nhiều. Đường phố mà quán xá bị đóng cửa trả mặt bằng, kinh tế của các hộ dân, các hộ kinh doanh tê liệt do cái dịch cúm Vũ Hán này nó đem lại thiệt hại kinh tế, không những cá nhân, cá thể, tập đoàn của quốc gia luôn các bạn, thật khủng khiếp. Không biết bao giờ mới hết dịch đây. Đây là bùng binh Lạc Hồng các bạn. Nó cách ngang giữa con đường. Đường này đường 3 tháng 2 cắt ngang, đó là đường này, đường bên tay trái này là đường Lạc Hồng các bạn. Đây là công viên Lạc Hồng đó, mình quẹo về hướng đó đó, đường Lạc Hồng đi vào đường Nguyễn Trung Trực, cũng vào thành phố Rạch Giá. Trục lộ được xây dựng khang trang, hai bên hàng quán rất là đầy đủ, kinh doanh đủ các loại mặt hàng, cung cấp đầy đủ cho người dân, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán nhậu, vật liệu xây dựng, buôn bán máy móc, kinh khí điện máy, cây xăng có đầy đủ hết, thiết kế đồ họa, khách sạn Ngọc Châu quá bự. Trời, đang chạy chim yến nó đẻ, nó ỉa lên tay, thật là xui xẻo, suối quẩy. Jollibee có ở đây luôn, nhà thuốc, cây xăng, yến xào, buôn bán cây kiển đủ hết, lẩu dê 5 ri. Các quán cà phê rất là lớn, ở đây mặt bằng rất là rộng lớn các bạn, cho nên quán ăn, quán trà sữa, mì cay đầy đủ. Showroom vật liệu xây dựng quá rộng, quá bự, lẩu cua đồng, bắp bò, tia cà phê, lẩu gà đá, showroom nội thất. Yến xào, nếu đường này mà không có vào mùa dịch thì đường này rất là đông, núi ngự, quán đặc sản lẩu dê núi ngự thì đường này rất là nhộn nhịp các bạn.
đường đường này nhộn nhịp về ăn uống cà phê. Còn ra đường Nguyễn Trung Trực, đường Nguyễn Trung Trực là trục lộ chính để đi vào cổng Tam Quan từ Bùng Binh An Hòa đó các bạn. Đi vào đường bên Tôn Đức Thắng cặp với bờ biển là đường đó chuyên về các quán cà phê, karaoke, chủ yếu là quán cà phê để người dân, khách hàng được vừa uống vừa ngắm biển. Phở đá hoa cương, một cái Vinmart nằm ngay trên đường 3 tháng 2 này luôn. Một cây xăng Petrolimex quá rộng, quá bự, quá đẹp. Phố đã lên đèn, giờ này là 6 giờ rưỡi các bạn, 6 giờ rưỡi PM, 6 giờ rưỡi chiều đó, 6 giờ rưỡi tối. Mình đang trên con đường 3 tháng 2 của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đây là chi cục thuế, quá trời bự. Sắp ra đến khu đô thị Phú Cường rồi các bạn. Bên tay phải của mình đó là công viên Bãi Dương. Công viên sao hôm nay chưa có lên đèn nữa ta. Công viên Bãi Dương quá trời rộng, nơi tổ chức những sự kiện lớn. Thành lập thành phố chẳng hạn. Đây là bảo hiểm xã hội của tỉnh Kiên Giang các bạn. Tòa nhà xanh xanh, tòa nhà kiến xanh. Đi thẳng khoảng chừng 500m nữa là chúng ta bắt đầu vào khu đô thị Phú Cường, nơi có những dãy phố xây dựng quy hoạch rất là chuẩn mực. Đây là các hộ dân họ xây nhà là đặc biệt để nuôi chim yến. Xa xa là chúng ta bắt đầu thấy cổng chào khu đô thị Phú Cường rồi các bạn. Okay. Quá rộng, quá mát mẻ. Nhà bán hoặc cho thuê. Nước mía 3 ly, nước mía 3 ly có 10.000 vậy. Ồ, quán Nhật Vi, quán ốc 9-12. Không có dịch Vũ Hán này thì khu đường này là tưng bừng ăn nhậu. Từ chiều giờ này 6 rưỡi 7 giờ là bắt đầu tấp nập rồi các bạn. Khá là đẹp, chiều tối phố đã lên đèn để tìm đường được trồng cây cắt tỉa rất là gọn gàng.
nhà thuốc tây, bún đậu mắm tôm. Ta chuẩn bị ra đến Bùng Binh, quẹo trái thì đi về Rạch Sỏi, đi thẳng vào khu đô thị. Đây là công viên văn hóa Bảy Dương, kế bên đây trái là một cái quán cà phê rất là hiện đại, rất là đẹp, nhưng mà do mùa dịch nó đóng cửa rồi. Đây các bạn ngắm lại trước công viên Bảy Dương, hàng loạt nhà biệt thự phố quá trời rộng. Thì thẳng đó vẫn là khu đô thị Phú Cường nha các bạn. Đó, chúng ta kết thúc đường 3 tháng 2 tại đây. Đây chúng ta sẽ chạy thẳng qua, trở về lại Bùng Binh, Bùng Binh An Hòa các bạn. Thông qua đường này là đường Phan Thị Rành. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video con đường tiếp theo.